The Big Short, một siêu phẩm điện ảnh về giới tài chính với 5 đề cử giải Oscar. Bộ phim tái hiện cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bộ phim kể về một nhóm người ở phố Wall lợi dụng bong bóng thị trường để thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong phim, nhân vật quản lý quỹ đầu cơ Michael đã lợi dụng điều đó và thu về 2,69 tỷ đô, trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Chuyện đầu cơ vốn chẳng hiếm, đặc biệt là ở nơi tập hợp nhiều doanh nhân sừng sỏ như phố Wall. Nhưng nổi bật nhất trong làng đầu cơ, chúng ta có thể nghĩ đến Bill Ackman, người được mệnh danh là Tiểu Buffett. Chính ông cũng là người đã từng thổi bay 50 tỷ đô của một công ty lớn nhất Ấn Độ trong vòng 6 giờ chỉ bằng một bài phát biểu. Trong video này, hãy cùng AZFin tìm hiểu về tiểu sử cũng như toàn bộ hành trình sự nghiệp của Bill Ackman từ khi bắt đầu lập nghiệp cho đến nay. Nội dung video dựa trên bài viết Bill Ackman, Tiểu Buffett và những thương vụ thăng trầm. Anh chị muốn đọc thêm chi tiết có thể tham khảo tại website AZFin Việt Nam ở link trong phần mô tả. Vậy Bill Ackman là ai? Mời anh chị cùng tìm hiểu qua video sau. Tiểu sử của Bill Ackman. Bill Ackman sinh năm 1966 trong một gia đình giàu có gốc Do Thái ở New York, Mỹ. Cha của ông là người đã sáng lập công ty tài chính bất động sản Ackman Jeff Real Estate Group, còn mẹ là thành viên hội đồng quản trị của Lincoln Center. Không chỉ xuất thân từ gia đình giàu có với nền tảng tài chính tốt, Bill Ackman còn sở hữu cho mình tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu tại Đại học Harvard năm 1988 và lấy bằng MBA tại trường kinh doanh Harvard năm 1992. Quá trình xây dựng sự nghiệp của Bill Ackman. Thất bại đầu đời của Bill Ackman. Năm 1992, sau khi lấy bằng MBA tại trường kinh doanh Harvard, Bill Ackman cùng bạn học của mình là David Berkowitz đã thành lập công ty đầu tư Gotham Partner. Năm 1995, Bill đã hợp tác với công ty bảo hiểm và bất động sản Locadia National để đấu thầu dự án xây dựng trung tâm Rockefeller. Tuy thất bại, nhưng sau vụ đấu thầu, danh tiếng của Gotham Partner và Bill Ackman đã vươn xa và thu hút được không ít khách hàng và nhà đầu tư. Để tăng sự thu hút, Ackman và Berkowitz đưa luôn cả slide huy động vốn và ý tưởng đầu tư lên website, thu hút khá nhiều báo giới, trong đó có cả chánh công tố viên của New York. Năm 1998, Gotham Partner đã quản lý khối tài sản trị giá lên đến 500 triệu đô. Năm 2003, theo tờ New York Times viết, việc xem xét danh mục đầu tư của Gotham LP trong những năm gần đây cho thấy quỹ này đã lập nên một chuỗi các quyết định đầu tư tệ hại, cực kỳ thiếu sự đa dạng hóa, tập trung vào những cổ phiếu thiếu thanh khoản đến mức không thể bán được nếu nhà đầu tư cần tiền của họ. Một trong những thất bại đầu đời của Bill mang tên Gotham Golf và chính nó đã khiến Bill rơi vào tình trạng phá sản. Năm 1997, Bill Ackman bắt đầu mua vào Gotham Golf, một công ty điều hành sân golf tại New York. Thời gian trôi qua, giá trị tài sản của công ty giảm dần, song công ty vẫn tiếp tục mua thêm nhiều sân golf nữa. Điều này khiến công ty chìm vào những khoản nợ ngày càng chồng chất. Khi số nợ trở nên quá lớn, vượt quá khả năng chi trả, Bill Ackman muốn bán Gotham Golf cho First Union Real Estate Equity and Mortgage, nhưng cổ đông công ty đã không đồng ý. Cuối cùng, Gotham Golf phá sản, các khoản đầu tư khác cũng không có thanh khoản. Bill Ackman buộc phải đóng cửa quỹ đầu tư của mình vào năm 2003 với sự kiện tụng của nhiều nhà đầu tư. Sự trở lại ngoạn mục cùng Pershing Square Capital. Đến năm 2004, Bill Ackman quay trở lại với quỹ đầu tư hedge fund do chính ông thành lập với tên gọi Pershing Square Capital Management với số vốn 54 triệu đô. Ban đầu, cách thu lợi nhuận chính của công ty này là mua cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, vận động ban quản lý tăng giá cổ phiếu, rồi bán các cổ phiếu này để kiếm lời. Trong suốt thời gian từ khi thất bại đến khi quay trở lại, Ackman đã tập trung nghiên cứu về MBIA, công ty bảo hiểm cho các khoản vay thế chấp nhà, rủi ro với bảng cân đối kế toán kém, song lại được xếp hạng AAA. Ông nhanh chóng mua CDS và bán khống công ty này một cách quyết liệt, hành động chẳng mấy người nghĩ đến. Đến năm 2007, ông đã kiếm hàng trăm triệu đô nhờ bán hợp đồng swap này. Thời kỳ đỉnh cao của Pershing Square Capital Management là khi Bill Ackman sinh lợi kỷ lục với một loạt các nhãn hiệu tiêu dùng và bán lẻ lớn như Burger King, Mondelez International, Kraft Foods, JCPenney, Target và Air Products and Chemical. Trong số đó, hai thương vụ đem lại lợi nhuận lớn nhất khiến Bill Ackman vô cùng tự hào chính là General Growth Properties và Canadian Pacific Railway. Hai khoản này chiếm tỷ trọng chủ đạo trong tổng danh mục của ông. General Growth Property,
ông đặt cược phần lớn danh mục vào General Growth Property khi cổ phiếu này được giao dịch ở mức 25 cent trên một cổ phiếu vào tháng 8 năm 2008, trong khi đa số thị trường lo sợ cổ phiếu này sẽ phá sản sau giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2008. General Growth Property là quỹ tín thác đầu tư bất động sản REIT, Real Estate Investment Trust. Rất nhiều công ty dạng này đã phá sản dẫn đến mức giá thấp kỷ lục. Không chút lo sợ, Bill Ackman dành phần lớn danh mục để thâu tóm GGP, đồng thời tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ cho GGP. Sau nhiều động thái cứu trợ của Fed cho ngành tài chính, bất động sản và giảm lãi suất, GGP hồi phục mãnh liệt. Đến tháng 8 năm 2015, giá thị trường của GGP là 27,5 đô, tương ứng với mức tăng hơn 10.000% so với cách đó 7 năm. Canadian Pacific Railway. Canadian Pacific Railway là công ty đường sắt hoạt động giữa Hoa Kỳ và Canada, vận chuyển hàng tấn các vật liệu thô và phân bón giữa hai nước. Thật ra, Ackman có ý tưởng này nhờ việc học theo ý tưởng của Buffett khi Berkshire đã rất thành công với khoản đầu tư vào công ty Burlington, Northern and Santa Fe, chuyên vận chuyển dầu đá phiến. Ông nhận ra rằng CP đang được vận hành khá yếu, thua kém hầu hết các hãng đường sắt khác. Ông tranh đấu trong đại hội đồng cổ đông và loại được ban lãnh đạo hiện hữu. Sau khi CEO mới được thay thế, lợi nhuận của hãng đường sắt này tăng trưởng mạnh. Trong vòng vỏn vẹn 3 năm, cổ phiếu CP đã tăng 450% từ mốc $40 lên $220 vào tháng 12 năm 2014, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đô cho quỹ Pershing Square, thổi bay 50 tỷ đô vốn hóa của Adani Group. Theo Hindenburg Research, Adani Group là một trong những công ty lớn nhất Ấn Độ của tỷ phú Gautam Adani đang manh nha trong một vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành tài chính. Báo cáo chỉ ra rằng giá trị của Adani Group đã bị phóng đại lên rất nhiều lần thông qua việc thao túng thị trường và gian lận sổ sách. Việc này còn được khẳng định nhiều hơn khi các thiên đường thuế như Caribbean và UAE đều có tài sản của Adani. Tuy nhiên, sau một bài phát biểu của Bill Ackman có liên quan đến báo cáo của Hindenburg, cổ phiếu của ba công ty Adani Transmission, Adani Total Gas và Adani Green Energy lập tức giảm mạnh. Tổng giá trị vốn hóa của Adani Group bốc hơi hơn 50 tỷ đô chỉ trong vòng 6 giờ, đẩy Gautam Adani xuống hạng 7 trong top 10 tỷ phú thế giới. Đây cũng được ghi nhận là một trong những vụ bốc hơi giá trị vốn hóa nhanh nhất mà thị trường tài chính từng chứng kiến. Năm 2013, lần đầu tiên Bill Ackman xuất hiện trong danh sách tỷ phú. Năm 2014 lại là khoảng thời gian đột phá của quỹ với tỷ suất lợi nhuận của Pershing Square cao tới 40%. Quỹ cũng nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng top 100 quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới vào năm đó. Theo truyền thông, Pershing Square sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, tiêu dùng, dịch vụ ăn uống như Starbucks, Hilton, Burger King, Howard Hughes. Nhờ đó, giá trị tài sản ròng của Bill Ackman đã đạt mức 2,9 tỷ đô. Chuỗi thất bại liên tiếp của Pershing Square Capitals. Nhờ vào những thành công nổi bật mà Pershing Square Capital đã đạt được, Bill Ackman, người đàn ông đầy tham vọng này, đã bắt đầu chủ quan và bỏ qua các nguyên tắc cẩn trọng trong đầu tư. Một thương vụ lớn là nhằm vào công ty chuyên bán vitamin và thực phẩm bổ sung Herbalife. Sau khi có bài phát biểu kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ và 334 slide, Ackman gọi Herbalife là một mô hình kim tự tháp và cho rằng công ty này không tạo ra doanh thu thực, gây tổn hại cho các cộng đồng trên toàn thế giới. Nếu tôi đúng, cổ phiếu công ty này sẽ trở thành mớ giấy lộn. Ackman khẳng định ông chưa bao giờ tự tin vào việc bán khống một cổ phiếu nào hơn thế. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 5 năm 2012 khi David Ahern gây bất ngờ bằng việc đưa ra những câu hỏi hóc búa về hoạt động kinh doanh của Herbalife trong buổi công bố kết quả kinh doanh tới các cổ đông qua điện thoại, earning call. Quan trọng nhất là yêu cầu Herbalife công bố số liệu bán hàng, phân chia rõ tỷ lệ bán hàng nội bộ cho người bán hàng của mình so với bán hàng ra ngoài cho người tiêu dùng cuối cùng, đặt ra dấu hỏi về mô hình hoạt động của hãng. Sau phát biểu của Ahern, cổ phiếu của Herbalife đã ngay lập tức giảm từ 70 xuống còn $45. Đến lúc này, các nhà đầu tư mới nhận ra rằng cổ phiếu của Herbalife đã bị bán khống. Cổ phiếu Herbalife tiếp tục dao động quanh mức $45 cho tới tháng 12. Trong thời gian này, Bill Ackman đã âm thầm xây dựng chiến lược bán khống với khối lượng 20-25 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, đã xảy ra một cuộc chiến nhỏ trong giới đầu cơ. Sau diễn biến này, cộng đồng quỹ đầu cơ đã vào cuộc. Robert Chapman và Dan Loeb cho rằng lập luận của Ackman là một trò lố bịch. Loeb tiết lộ ông đã mua 8,2% cổ phần Herbalife. Ngày 25 tháng 1, Scott Wapner đưa Bill Ackman lên sóng CNBC và sau đó là Carl Icahn.
Eakin vẫn nổi tiếng là người không thích Ackman và một cuộc đấu khẩu dài 25 phút đã nổ ra. Ngày 14 tháng 2, ông mua vào một lượng lớn cổ phiếu Herbalife. Không lâu sau đó, George Soros cũng mạnh tay mua vào. Tính đến đầu tháng 6 năm 2015, cổ phiếu Herbalife được giao dịch quanh mức $50 và cuộc chiến giữa Ackman và Herbalife không mang lại kết quả gì sau nhiều năm liên tiếp. Năm 2015, ông tiếp tục đầu tư đến 40% của danh mục trị giá 19 tỷ đô vào Valin Pharmaceutical, một công ty thương mại dược phẩm gốc Canada. Đây đã trở thành một trong những nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời Ackman. Ủy ban quản lý dược và thực phẩm FDA của Mỹ đi vào điều tra Valin và giá cổ phiếu cứ thế rơi không phanh một cách bất ngờ với Ackman. Ackman liên tục chống chế trước báo chí, thậm chí còn mua thêm cổ phiếu VRX, bất chấp đạo đức của ban lãnh đạo Valin thuộc hạng cống rãnh như lời của Munger. Cổ phiếu VRX giảm 90% xuống còn $11 trong vòng 1 năm rưỡi. Ackman đành phải bán cắt lỗ với khoản lỗ lên tới 2,8 tỷ đô. Sau nhiều năm liên tục thua lỗ, năm 2015 lỗ 20,5%, 2016 lỗ 13,5%, 2017 lỗ 4%. Quỹ của Ackman dường như đã đạt được thành công khi năm 2018 chỉ lỗ 0,7%. Sự trở lại của kẻ đầu cơ, cú short trị giá 2,6 tỷ đô la. Khi đại dịch Covid bùng nổ, Bill Ackman đã rất lo lắng về tác động tiềm tàng của virus đến mức lần đầu tiên trong đời ông cân nhắc thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, vị tỷ phú này đã chọn một chiến lược khác. Một kế hoạch phòng hộ bằng các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng CDS đã mang lại cho công ty của ông khoảng 2,6 tỷ đô lợi nhuận khi thị trường lao dốc. Ackman đã mua một lượng CDS khổng lồ cho số trái phiếu doanh nghiệp trị giá 71 tỷ đô, gấp 10 lần số tài sản mà Pershing Square quản lý. Tuy nhiên, vào thời điểm bán ra, ông chỉ phải trả khoản phí 27 triệu đô. Ackman cho biết trong một lá thư gửi tới các nhà đầu tư của quỹ Pershing Square Capital Management, ông đã sử dụng số tiền thu được từ khoản đặt cược tín dụng để tăng vị thế nắm giữ ở một số cổ phiếu trong danh mục của mình, bao gồm việc tăng 39% cổ phần hiện đang nắm tại Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và khoản đầu tư mới vào Starbucks lên tới 730 triệu đô. Bên cạnh đó, Pershing đã tăng 46% cổ phần của mình tại Lowcove và 34% tại Hilton Worldwide Holding. Pershing cũng đã tăng sở hữu tại công ty mẹ của Burger King là Restaurant Brand International ở mức 26% so với trước đó. Quỹ cũng nâng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt từ mức 14% lên 18%. Để bảo vệ danh mục đầu tư chống lại tác động của virus, Pershing Square đã phải trả khoảng 27 triệu đô la cho các khoản phòng hộ dưới hình thức mua bảo vệ tín dụng đối với các chỉ số tín dụng trong đầu tư Investment Grade và có mức lợi suất cao. Khoản phòng hộ đã mang về 2,6 tỷ đô cho Ackman khi ông đã đóng các vị thế này vào ngày 23 tháng 3. Ackman cho biết thời điểm đạt đỉnh, khoản phòng hộ mang về khoản lãi tương đương với 40% tài sản của quỹ. Nhờ vị thế trên, Pershing đã lãi được 11% trong tháng 3 trong bối cảnh thị trường bị bán tháo trên diện rộng, giúp cho quỹ này đạt mức lãi 3,3% tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo ngày 31 tháng 3 theo trang web của Pershing. Có thể thấy, Bill Ackman được xem là bậc thầy trong những thương vụ đầu cơ có giá trị lớn với những suy nghĩ và phong cách đầu tư khác biệt. Khả năng dự đoán của ông đã vươn lên tầm cao mới khi liên tục đoán chính xác các xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, việc thường xuyên đi ngược lại với số đông của Bill Ackman vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới đầu tư. Anh chị nghĩ sao về cách đầu tư này? Hãy để lại một comment ở bên dưới. Và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực làm ra nhiều video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.